Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Chiếc cốp xe tự động đóng mở khiến anh nhân viên tím tái mặt mày. Một sự việc mới đây xảy ra tại cửa hàng ô tô đã làm anh nhân viên không khỏi hú hồn hú vía mà thốt lên. Đúng là chuyện tâm linh không đùa được đâu. Theo đó, anh nhân viên kinh doanh đang đứng ở sân bãi để kiểm tra một chiếc xe ô tô. Tuy nhiên, không hiểu nguyên do vì sao mà cứ đóng cốp thì chỉ vài giây sau, chiếc cốp lại đứng yên rồi tự động mở ngược lên lại. Cứ như thế, lặp đi lặp lại nhiều lần, làm người này vô cùng sợ hãi. Anh lập tức liên tưởng đến những chuyện tâm linh với những hồn ma đang âm thầm tác động đến chiếc xe, khiến người này lạnh sống lưng thất thần. Tuy nhiên, đến phút cuối, trong lúc bất chợt nhìn về hướng cửa hàng thì anh đã vô tình phát hiện ra một bí mật động trời. Lúc này anh chàng mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, vừa buồn cười vừa giận tím mặt vì một sự việc hết sức hớ hên này. Ôi trời ơi! Thì ra không phải chuyện tâm linh nào ở đây cả, mà là do một trò đùa từ những người đồng nghiệp. Cụ thể là các pháp sư áo sơ mi trắng ở trên tầng 2 đang cầm remote để điều khiển chiếc cốp. Cứ mỗi lần thấy thanh niên đóng cốp là các anh lại bấm mở lên để troll bạn mình. Trong khi người ở dưới sợ tím mặt thì các anh ở trên lại cười như xuân về vì đã trêu đồng nghiệp một pha nhớ đời. Từ từ, cái lần. Không lên lại. Để chơi thân đi hết đi. Không biết sau clip này thì tình anh em của các anh có còn được bền chặt nữa hay không? Ấy thế nhưng đã làm dân tình cười không nhặt được mồm vì một câu chuyện tâm linh hết sức cảm lặng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 Phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.